tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh, Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong bản tin ngày 10 tháng 4 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Ngoại giao Canada đến Việt Nam và Indonesia để thúc đẩy quan hệ. Canada và khối châu Âu cam kết 9,1 tỷ euro hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Chúng ta biết gì về khả năng bị nhiễm COVID-19 lần thứ hai trong thời đại Omicron? Lo ngại đang gia tăng về làn sóng COVID-19 thứ sáu ảnh hưởng đến tình trạng nhiều học sinh và giáo viên nghỉ học ở tỉnh bang Ontario. Thành phố Toronto đang chuyển một số văn phòng thành nhà ở. Thủ hiến Jason Kenney kêu gọi đảng UCP ủng hộ ông hoặc có thể sẽ thua cho đảng NDP trong cuộc bầu cử. Lãi suất tăng nhanh hơn, giá nhà hạ nhiệt có thể gây áp lực lên những người đang bị nợ nhà. Ngân sách liên bang về khả năng chi trả nhà ở Ontario chỉ toàn chiêu trò đánh lạc hướng, các nhà phê bình nói cuộc chiến Nga và Ukraine ngày thứ 45 của cuộc xâm lược. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói trong chuyến thăm Kiev, Vương quốc Anh và đồng minh gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga và cam kết viện trợ thêm cho Ukraine. Lần đầu tiên trong lịch sử tòa án tối cao Hoa Kỳ có nữ thẩm phán da màu đầu tiên. Tại sao cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022 lại quan trọng đối với thế giới khi giao tranh Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn? Một người phụ nữ bang Texas, 26 tuổi, bị buộc tội giết người vì phá thai bằng thuốc. Việt Nam đạt thỏa thuận công nhận hậu chiếu vaccine lẫn nhau với 19 quốc gia trên thế giới. Sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. bộ trưởng ngoại giao canada đến việt nam và indonesia để phát triển quan hệ bộ trưởng canada sẽ đến châu á để tham dự các cuộc họp nhằm mở rộng quan hệ đối tác và gắn kết với các quốc gia trong khuôn khổ chiến lược ấn độ dương thái bình dương sắp tới của chính phủ canada bộ trưởng ngoại giao canada bà melanie jolie cho biết bà sẽ đến thăm việt nam và indonesia bà nói trong sự thịnh vượng và an ninh và phúc lợi của người dân Canada sẽ ngày càng được gắn kết với các phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tại Hà Nội, bà Jolie sẽ gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức chính phủ Việt Nam khác để nhấn mạnh mối quan hệ của Canada và Việt Nam trước ngày kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Sau đó thì bà cũng sẽ đến thăm tỉnh Thái Nguyên để gặp gỡ phụ nữ dân tộc thiểu số và tìm hiểu thêm hiệu quả của các hỗ trợ phát triển của Canada cho những doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. Bà nói: "Tôi muốn đến thăm Việt Nam và Indonesia để hiểu rõ hơn về khu vực, mở rộng quan hệ đối tác và quyết tâm đóng góp vào một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương an toàn, linh hoạt, toàn diện và bền vững hơn vì lợi ích của tất cả mọi người." Chuyến đi của bà sẽ bắt đầu từ ngày thứ bảy cho đến ngày 4 tháng 4. Canada và EU cam kết 9,1 tỷ euro để hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine. Các nhà tài trợ bao gồm chính phủ Canada và Ủy ban châu Âu hôm thứ Bảy đã cam kết quyên góp cho vay và trợ cấp khoản tiền trị giá 9,1 tỷ euro để hỗ trợ cho những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc chiến sau cuộc xâm lược của Nga. Sự kiện gây quỹ ở Warsaw, Ba Lan đã thu được 1,8 tỷ euro để hỗ trợ cho những người tản cư ở Ukraine và 7,3 tỷ euro cho những người tị nạn đã rời khỏi Ukraine sang các nước láng giềng. Các chính phủ, công ty và cá nhân đã cùng cam kết quyên góp 4,1 tỷ euro và số tiền này sẽ được phân phối phần lớn thông qua chính quyền Ukraine hoặc là Liên Hợp Quốc. 5 tỷ euro còn lại là các khoản cho vay và trợ cấp từ các tổ chức tài chính của EU, bao gồm một chương trình trị giá 4 tỷ euro để giúp cung cấp nhà ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho những người tị nạn đến các nước EU. Hơn 4 triệu người hiện đã rời khỏi Ukraine để tìm nơi trú ẩn tại các nước EU, trong khi 6,5 triệu người đã rời khỏi nhà cửa nhưng mà vẫn ở lại Ukraine. Canada tuyên bố hỗ trợ thêm 100 triệu cho người Ukraine chạy trốn chiến tranh. Chính phủ liên bang đã công bố khoản hỗ trợ nhân đạo bổ sung 100 triệu đô la để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Ukraine và các nước láng giềng. Thủ tướng Justin Trudeau đã đưa ra thông báo này vào ngày thứ Bảy trong một buổi gây quỹ trên mạng xã hội và ông nói, dù là thức ăn, nước uống, chỗ ở hay là viện trợ y tế, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn và cung cấp những thứ mà các bạn đang cần. Chúng tôi đang đứng lên ủng hộ Ukraine. Với thông báo hôm thứ bảy, Canada đã cung cấp 245 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, trong đó 145 triệu đã được phân phối cho các tổ chức của Liên Hợp Quốc, phong trào chữ thập đỏ và các tổ chức phi chính phủ. Bộ trưởng Bộ Di trú Sean Fraser nói với các phóng viên hôm thứ bảy rằng, Canada đã phê duyệt hơn 30.000 đơn đăng ký theo ủy quyền Canada-Ukraine cho chương trình đi lại khẩn cấp. Bộ Di trú gần đây đã thông báo rằng họ đang mở rộng hỗ trợ định cư để cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ phục vụ cho việc định cư, chẳng hạn như đào tạo ngôn ngữ, thông tin về cuộc sống của Canada, thông tin về cách đăng ký cho trẻ em đi hoặc và hỗ trợ việc làm. Bộ trưởng Giao thông Vận tải, ông Omar Agapra, cho biết bộ của ông đang làm việc với các hãng hàng không Canada để tổ chức các chuyến bay cứu trợ, nhưng mà thông tin chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, thì những người Ukraine đến Canada sẽ được hưởng 2 tuần lưu trú tạm thời tại khách sạn và tối đa là 6 tuần hỗ trợ thu nhập. Ông Fraser cho biết khoản hỗ trợ thu nhập sẽ là 500 đô la mỗi tuần và ông cho biết nhiều người đến đây có gia đình hoặc là các mối quan hệ khác ở Canada. Vì vậy, hiện không rõ có bao nhiêu người sẽ cần đến những hỗ trợ tạm thời này. Canada cung cấp nhiều tiền hơn cho COVAX để hỗ trợ cung cấp vaccine. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada đang tài trợ thêm 220 triệu đô la cho Liên minh COVAX. COVAX là liên minh chia sẻ vaccine toàn cầu, hoạt động để giúp mọi người trên thế giới đều có cơ hội được nhận vaccine. Các khoản tiền này sẽ nâng tổng số tiền tài trợ của Canada cho COVAX lên khoảng 700 triệu đô la cho quá trình mua, vận chuyển và phân phối vaccine COVID-19 cho các quốc gia có thu nhập thấp hơn. COVAX cũng đã huy động được 1,7 tỷ đô la Mỹ khác từ các quốc gia như là Canada tại sự kiện này. Khoản tiền này nhằm giúp Canada thực hiện tốt cam kết tài trợ ít nhất 200 triệu liều thuốc vào cuối năm nay. Khoản đóng góp mới nhất này sẽ nhằm mục đích giúp các nước chuẩn bị, nhận và phân phối các loại vaccine được cung cấp. Lo ngại đang gia tăng về làn sóng COVID-19 thứ 6 ảnh hưởng đến tình trạng nghỉ học ở tỉnh bang Ontario, khi các tỉnh bang tiếp tục thúc đẩy việc sống chung với Covid-19, giáo viên và nhân viên ở tỉnh bang Ontario đang nêu lên lo ngại về sự gia tăng của số học sinh vắng mặt tại các trường học trên khắp tỉnh bang trong bối cảnh làn sóng thứ sáu. Các trường học ở Waterloo, Ottawa và London gần đây đều thông báo về tình trạng học sinh và giáo viên vắng mặt ngày càng nhiều. Theo Patrick Adamski, chủ tịch hiệp hội giáo viên công giáo tiếng Anh tỉnh Ontario cho biết một trường học ở Kitchener đã vắng 13 nhân viên trong một ngày. Ông nói rằng điều này đặc biệt đáng lo ngại cho những sinh viên không thể tiếp cận sự hỗ trợ mà họ thường nhận được ở trường. Hai trường học ở London đã buộc phải đóng cửa vào thứ Sáu và chuyển sang học trực tuyến do các vấn đề về nhân sự. Giám đốc hội đồng học khu Thames Valley cho biết, ít nhất là 400 nhân viên đã vắng mặt đã được báo cáo mỗi ngày. Chỉ riêng trong tuần này, 36 trường học ở Ottawa đã báo cáo ít nhất 20% nhân viên và học sinh vắng mặt, bao gồm cả những lý do không liên quan đến COVID-19. Chúng ta biết gì về khả năng bị nhiễm COVID-19 lần thứ hai trong thời đại Omicron? Bị nhiễm COVID-19 lần thứ hai từng được coi là hiếm. Các chuyên gia về miễn dịch học và các bệnh truyền nhiễm cho biết Hiện nay, khi biến thể phụ BA.2 của biến thể Omicron đang ngày càng lan rộng khắp cả nước, tình trạng tái nhiễm đang trở nên phổ biến hơn. Vẫn chưa biết chính xác mức độ phổ biến của tình trạng này. Việc xét nghiệm PCR đang bị giới hạn trên toàn quốc và dữ liệu COVID-19 được cung cấp công khai cũng bị hạn chế. Và có một số thông tin cho thấy rằng các xét nghiệm kháng nguyên nhanh không chính xác như chúng ta hy vọng khi đối đầu với Omicron. Tỷ lệ dương tính với xét nghiệm PCR Số liệu nhập viện và dữ liệu nước thải ở nhiều tỉnh bang cho thấy sự lây truyền virus đang gia tăng. Và dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới cho thấy nguy cơ tái nhiễm với Omicron là cao hơn, các chuyên gia cho biết. Theo ông Jason Kindrachuk, một nhà virus học và trợ lý giáo sư về vi sinh y học cho biết, các trường hợp tái nhiễm phần lớn không gây ra các triệu chứng tồi tệ hơn của bệnh. Có nhiều yếu tố giải thích tại sao một người có thể bị tái nhiễm virus và các nhà nghiên cứu đang cố gắng hiểu rõ hơn về tái nhiễm và tác động của nó. Dữ liệu do Public Health Ontario công bố vào tuần trước cho thấy, có khoảng 11.730 người Ontario đã bị tái nhiễm COVID-19 kể từ tháng 11 năm 2020. Tiến sĩ Lenora Sazinger, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Alberta ở Edmonton, cho biết có rất nhiều yếu tố giải thích tại sao một người nào đó lại bị tái nhiễm với COVID-19, bao gồm tình trạng tiêm chủng và thời điểm một người đã tiêm vaccine hoặc là bị mắc bệnh. Đối với khả năng miễn dịch từ vaccine, sức mạnh của phản ứng miễn dịch sẽ phụ thuộc một phần vào tuổi tác và sức khỏe tổng thể của một người. Ví dụ, những người rất già, rất trẻ và suy giảm miễn dịch sẽ có phản ứng yếu đi đó là lý do tại sao liều thứ tư hiện đang được triển khai cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất trên toàn quốc. Và mặc dù vaccine đã nhiều lần được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và nhập viện, Omicron vẫn có khả năng xâm nhập qua hai liều vaccine hoặc trong nhiều trường hợp hai liều cộng với một lần nhiễm trước đó hoặc là ba liều. Công ty xe buýt khổng lồ của Đức hoạt động trên đường cao tốc ở Canada. Flexbus là công ty của Đức. Tự nhận là nhà cung cấp dịch vụ xe buýt lớn nhất thế giới đã khai trương hoạt động tại Canada vào tuần này tại thành phố Toronto. Pierre Gordon, giám đốc điều hành của Flexbus Bắc Mỹ cho biết đó là một thị trường xe buýt trong mơ đối với chúng tôi. Điều đó nghe có vẻ giống như là những lời động viên dành cho những người sử dụng và người ủng hộ xe buýt và vận tải. Những người cảm thấy là bị bỏ rơi khi mà Greyhound rút khỏi Canada vào tháng 5 năm 2021. Hãng Greyhound đã phải chật vật trong nhiều năm và nói rằng nhiều tuyến đường mà họ có giấy phép hoạt động thì không bền vững trước khi đại dịch xảy ra và lấy hết đi tất cả những gì Greyhound còn lại. Các chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của Flickbus hoạt động tại 37 quốc gia và phục vụ hơn 2.500 điểm đến là một tin tốt cho khách hàng đi xe buýt. Nhưng không rõ liệu nó có giúp ích cho các hoạt động chưa được phục vụ hay không và liệu các nhà khai thác xe buýt tư nhân có thể tạo ra một mạng lưới xe buýt quốc gia mà không cần sự hỗ trợ của chính phủ hay không. Thành phố Toronto đang chuyển một số văn phòng thành nhà ở. Các chuyên gia của thành phố và những người ủng hộ nhà ở đang hoan nghênh một động thái của Hội đồng Toronto nhằm thay đổi cách mà thành phố quản lý các tòa nhà thuộc sở hữu của thành phố và họ hy vọng các thành phố và chính phủ khác sẽ làm theo. Hôm thứ Tư, Ủy viên của Hội đồng đã nhất trí thông qua giai đoạn tiếp theo của kế hoạch cắt giảm văn phòng từ 55 địa điểm xuống còn 15 địa điểm, một động thái mà họ ước tính sẽ kiếm lợi hơn 300 triệu đô la mỗi năm. Và giờ đây thì thành phố Toronto đang có kế hoạch cải tạo 8 khu vực bất động sản của mình trong những năm tới để tạo ra 500 cho tới 600 đơn vị nhà ở giá sẽ mới trong khi mở rộng dịch vụ. Leslie Wu là giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Civic Action, cũng là người làm việc trong lĩnh vực quy mô đô thị ở thành phố Toronto, cho biết kế hoạch là một hướng đi thông minh và các ngành công nghiệp khác nên hỗ trợ thành phố trong kế hoạch của mình. Kế hoạch bắt nguồn từ năm 2019 khi mà thị trưởng Toronto John Tory ra mắt Modern TO để giúp tận dụng tốt hơn không gian văn phòng thuộc sở hữu của thành phố. Việc thúc đẩy nhiều nhân viên thành phố làm việc tại nhà trong đại dịch đã đẩy nhanh nỗ lực này. Một thị trấn tại Ontario đang khởi điểm một dự án thí điểm làm việc 4 ngày trong một tuần. Thị trấn Springwater đang khởi động một chương trình thử nghiệm để cải thiện sự cân bằng giữa làm việc và cuộc sống của nhân viên. Hội đồng Spinwater đã bỏ phiếu nhất trí hôm thứ Tư để đưa ra một tuần làm việc 4 ngày trong thời gian thử nghiệm 5 tháng bắt đầu từ ngày 25 tháng 4. Giờ làm việc của thành phố đang được kéo dài để bù đắp cho những ngày nghỉ. Nhân viên của thị trấn sẽ làm việc nhiều giờ hơn trong một ngày từ ngày thứ Hai cho đến ngày thứ Năm hoặc là thứ ba cho tới thứ sáu để bảo đảm có 35 cho tới 40 giờ làm việc trong một tuần. Trung tâm hành tránh của thị trấn sẽ mở cửa từ 8 giờ 30 sáng cho tới 5 giờ 30 chiều ngày thứ hai cho đến thứ sáu trong giai đoạn thử nghiệm này. Công nhân Metro chấm dứt đình công tại trung tâm phân phối Itobiko, thương lượng tăng lương đáng kể. Sự phê chuẩn một thỏa thuận tập thể mới với mức lương đáng kể đã chấm dứt cuộc đình công kéo dài một tuần của hơn 900 công nhân toàn thời gian tại trung tâm phân phối nhà kho Itobiko của Metro. Các công nhân đã đình công vào ngày 2 tháng 4 sau khi bỏ phiếu từ chối một thỏa thuận khác. Thỏa thuận mới này được phê chuẩn vào thứ Sáu có giá trị trong 4,5 năm. Theo thông cáo báo chí riêng biệt từ Unifor và Metro Ontario Inc., Thỏa thuận này sẽ giúp người lao động được tăng lương hàng giờ lên 2,25 đô la trong năm đầu tiên của thỏa thuận. Mức lương trung bình dự kiến sẽ tăng gần 16% trong suốt 4,5 năm hợp đồng. Tại tỉnh bang Alberta, Thủ hiến Jason Kenney kêu gọi đảng UCP ủng hộ cho ông hoặc có thể sẽ thua cho đảng NDP trong cuộc bầu cử Thủ hiến Jason Kenney trong một bài phát biểu trước các đảng viên mà quyết định số phận của mình, nói với họ rằng ông là một người chiến thắng trong cuộc bầu cử không tỳ vết, người đã cứu Alberta khỏi cảnh nô lệ trong một địa ngục xã hội chủ nghĩa lạc hậu. Ông nói, tôi được bầu 12 trên 0, có lẽ vì vậy mà tôi cũng biết chút ít về cách chiến thắng các cuộc bầu cử. Bài phát biểu trước đảng đã chính thức khởi động một cuộc chiến gay gắt trong nội bộ để quyết định xem ông canny có nên tiếp tục làm lãnh đạo đảng bảo thủ thống nhất hay không ông canny đã phải đối mặt với sự bất đồng công khai từ một thành viên đảng và các thành viên học kính trong hơn một năm và ông đã nói rõ trong bài phát biểu của mình rằng cuộc bỏ phiếu này phải kết thúc sự thù địch nội bộ bằng mọi giá ông nói nếu các thành viên quyết định rằng họ muốn có một cuộc bầu cử lãnh đạo thì tôi sẽ nhường chỗ lại nhưng nếu các thành viên quyết định rằng họ muốn chọn con đường thống nhất và ổn định thì tôi và những người ủng hộ tôi mong rằng mọi thành viên trong cuộc họp kín và nhóm của chúng ta cùng tôn trọng quyết định đó. Các lá phiếu sẽ được gửi tới gần 60.000 đảng viên vào cuối tuần này. Chúng phải được nộp lại trước ngày 11 tháng 5 và kết quả được công bố vào ngày 18 tháng 5. Ông Kenny sẽ cần vượt qua ngưỡng 50% với ít nhất một phiếu để hủy bỏ cuộc bầu cử lãnh đạo. Những người chỉ trích ông Kenny cho rằng các chính sách của ông cùng với phong cách quản lý độc tài, kiểm soát đã khiến những người ủng hộ xa lánh và khiến số lượng người ủng hộ giảm xuống đến mức đảng có thể thua trong cuộc bầu cử tiếp theo trước đảng đối lập NDP. Thủ hiến Kenny đã gọi các đối thủ của mình là những người cố chấp về chủng tộc và tôn giáo và đang muốn phá hoại liên minh bảo thủ lớn mạnh của ông. Trong bài phát biểu của mình, Thủ hiến Kenny cho biết các quyết định mà ông phải đưa ra trong COVID-19, đặc biệt là các hạn chế về quyền tự do cá nhân, đã châm ngòi cho cơn giận dữ đối với ông ta. Ông nói, tôi cầu xin sự tha thứ của bạn. Nếu đã có những quyết định mà chúng tôi đưa ra mà khiến bạn cảm thấy không đồng ý hoặc là đã xúc phạm bạn. Nhưng ông nói rằng, bây giờ không phải là lúc để đầy nghiến nhau bằng những câu chuyện đã qua, khi cuộc bầu cử cấp tỉnh tiếp theo sắp diễn ra vào tháng 5 năm 2023. Ông Kenny nhắc nhở họ rằng ông đã rời bỏ công việc của mình với tư cách là một nghị sĩ đảng bảo thủ để gắn kết những thành viên bị chia rẽ của đảng UCP vào năm 2017, rồi sau đó đánh bại NDP trong cuộc bầu cử năm 2019. Lại thêm một hãng hàng không có khuyến mãi lớn với giá siêu rẻ. Southwest, Lynx Air cũng mới đưa ra một vài đợt hạ giá và đợt mới nhất được công bố hôm qua bao gồm giảm giá 70% cho giá vé cơ bản. Theo các bài đăng của hãng này, hãy sử dụng code LINDS LAUNCH để được giảm giá. Đầu tiên, LINDS đã hứa hẹn giá vé siêu thấp rẻ tới 69 đô la một chiều giữa thành phố Hamilton và Halifax, và 59 đô la giữa Calgary và Winnipeg. Cho đến nay thì từ Toronto có chuyến bay tới Calgary, Edmonton, Halifax St. John's, Vancouver và Winnipeg. Và nếu bạn sẵn sàng lái xe một giờ hoặc lâu hơn để đến sân bay quốc tế Hamilton, bạn có thể bay đến Calgary hoặc là Halifax với giá còn rẻ hơn nữa. Hãng cũng có chuyến tới Kelowna và Victoria. Đối với du lịch vào đầu tháng 5, các chuyến bay từ Toronto đến Calgary chỉ có giá 77,24 đô la bay đi và 97,09 đô la bay về. Vancouver thì đắt hơn một chút, với mức giá thấp nhất là 95,49 đô la để bay đến đó và 96,90 để bay về cùng khoảng thời gian. Mặc dù giá sẽ giảm trong tháng 6 xuống còn khoảng 80 đô la một chiều đi và 70 đô la chiều về. Winnipeg là rẻ nhất ở mức 59 đô la đến 80,75 đô la cho mỗi hướng, tùy thuộc vào thời điểm bạn bay. Tuy nhiên, theo các đánh giá của người dùng, với số tiền bỏ ra ít như vậy, bạn sẽ không có đồ ăn, thức uống, wifi hoặc là màn hình giải trí trên các chuyến bay của Linz. Các phòng cấp cứu và các khoa chăm sóc khẩn cấp của Alberta đã không có bác sĩ hơn 50 lần trong năm nay. Tiến sĩ Parker Venemy nói rằng ông chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức hơn lúc này khi những lời kêu gọi trợ giúp từ các phòng cấp cứu ở khu vực nông thôn tiếp tục tăng lên. Cho đến nay, trong năm, dịch vụ y tế Alberta, gọi tắt là AHS, đã đăng ký ít nhất 52 bản, bản tin cảnh báo công chúng rằng các phòng cấp cứu và trung tâm chăm sóc khẩn cấp ở Alberta đã đóng cửa hoặc là chỉ dựa vào nhân viên y tá mà không có bác sĩ. Người phát ngôn của AHS, James Wood, nói rằng trong các cộng đồng nhỏ hơn, sự vắng mặt đột ngột của một bác sĩ do bệnh tật hoặc là các nguyên nhân khác có thể dẫn đến việc đóng cửa phòng cấp cứu. Một số lần đóng cửa của năm nay kéo dài nhiều ngày và tất cả đều nằm ở các cộng đồng bên ngoài Calgary và Edmonton. Ông Venlamir, người làm việc theo ca ở khắp tỉnh, bao gồm Lethbridge và Spirit River, cho biết trong khi các cộng đồng nông thôn đã phải vật lộn với việc bố trí nhân viên trong quá khứ, những trường hợp đóng cửa như thế này trước đây rất hiếm xảy ra. Trong vòng 6 tháng qua, tiến sĩ Verami cho biết ông nhận thấy các yêu cầu mà mình nhận được đã thay đổi từ yêu cầu làm việc một hoặc là 2 ngày thành hơn 20 ngày. Và khi cộng đồng không thể tìm được ai đó để lắp vào những khoảng trống đó thì họ thường phải chịu đựng cho tới khi những dịch vụ đó được mở lại. đảng NDP Alberta sẽ chi 155 triệu đô la để hồi sinh trung tâm thành phố Calgary một khi đắc cử. Đảng NDP của Alberta hứa hẹn sẽ chi ít nhất 155 triệu đô la để phục hồi khu trung tâm thành phố Calgary nếu đắc cử vào năm 2023. Vào ngày thứ Sáu, đảng đã đưa ra đề xuất nhằm giải quyết khu vực trung tâm thành phố sau đại dịch COVID-19 các đề xuất bao gồm một kế hoạch có giá trị ngang với khoản đầu tư 55 triệu đô la hiện tại của thành phố Calgary để cải thiện không gian công cộng ở trung tâm thành phố. Đảng NDP cũng có kế hoạch chi ra một khoản bằng với khoản đầu tư 100 triệu đô la của thành phố vào các dự án hỗ trợ chuyển đổi văn phòng thành các đơn vị nhà ở giá rẻ. Khoản đầu tư này hoàn toàn trái ngược với khoản đóng góp 5 triệu đô la của UCP trong ngân sách 2022, NDP cho biết. Lãnh đạo của đảng Tân Dân Chủ NDP Rachel Notley cho biết bà sẽ ưu tiên đa dạng hóa kinh tế ở Calgary để thu hút đầu tư vào trung tâm thành phố. Nếu NDP được bầu thì đảng sẽ khôi phục tín dụng thuế nhà đầu tư Alberta và tín dụng thuế truyền thông kỹ thuật số tương tác để thu hút lĩnh vực công nghệ và đổi mới của Canada và Calgary. Các khoản tín dụng đó đã được tạo ra bởi NDP khi mà Đảng quản lý tỉnh từ năm 2015 cho tới năm 2019, nhưng mà sau đó đã bị UCP loại bỏ. Các đề xuất khác bao gồm tạo thêm không gian chăm sóc trẻ em ở trung tâm của thành phố, đầu tư vào các nguồn lực chăm sóc sức khỏe tinh thần và tình trạng nghiện ngập và đưa nhiều sự kiện hơn vào trung tâm thành phố Calgary bà Notley không nói rõ chi phí kế hoạch sẽ là bao nhiêu ngoài 155 triệu đô la đã hứa, nhưng cho biết kế hoạch bao gồm khoảng 175 triệu đô la trong các cam kết hiện tại của chính phủ. Lãi suất tăng nhanh hơn, giá nhà hạ nhiệt có thể gây áp lực lên những người đang nợ. Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tuần tới để chống lạm phát, và có thể lên tới 50 điểm cơ bản. Một động thái có thể hạ nhiệt giá nhà và gây áp lực lên những người đang mắc nợ. Trong khi phần lớn nhiều người chỉ tập trung vào giá cả tăng vọt và sự thiếu khả năng chi trả trong thị trường bất động sản của Canada, nhưng ít người chú ý đến tác động của sự kiện kết hợp giữa tỷ giá tăng và giá nhà giảm với các hộ gia đình giữ hy lót. Đây là khái niệm chỉ các hộ gia đình đã vay với giá sẽ theo hạn mức tín dụng được bảo đảm bằng nhà của họ. Phát ngôn viên của cơ quan tiêu dùng tài chính Canada cho biết bởi vì lãi suất HELOC có thể thay đổi, lãi suất tăng có thể làm cho chi phí đi vay cao hơn nhiều so với khi người đi vay rút tiền. Điều này có thể gây áp lực lên khả năng thanh toán hạn mức tín dụng của người đi vay trong khi họ còn phải quản lý các chi phí khác. Các cơ quan quản lý đã cảnh giác cao độ vì một dịch vụ cho vay phổ biến được cung cấp bởi các tổ chức tài chính lớn kết hợp cả thế chấp và hạn mức tín dụng được bảo đảm vì khoản vay có thể lên tới 80% giá trị căn nhà so với mức 65% thường thấy. Văn phòng giám đốc các định chế tài chính đã theo dõi các gói cho vay phổ biến này và cách mà các ngân hàng xử lý chúng vì chúng hiện chiếm một phần đáng kể của nợ thế chấp của các hộ gia đình không có bảo hiểm của Canada. ngân sách liên bang về khả năng chi trả nhà ở ontario chỉ toàn chiêu trò đánh lạc hướng theo các nhà phê bình theo một số chuyên gia ngân sách mới nhất của chính phủ liên bang được thiết kế để giải quyết chi phí nhà ở tăng cao không mang lại lợi ích gì cho những người cần sự giúp đỡ nhất theo ông david hojansky là giáo sư phát triển cộng đồng và nhà ở tại đại học toronto cho biết tôi chỉ thấy toàn các biện pháp để đánh lạc hướng người dân Bộ trưởng Tài chính Liên bang Christia Freeland cho biết, tại Hạ viện vào hôm thứ Năm, nhà ở là vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách nhất ở Canada hiện nay và do đó chủ đề này là chủ chốt trong ngân sách của đảng tự do. Giá cả ở hầu hết các thị trường trên toàn quốc cao đến nỗi, chín trong số 10 người muốn mua nhà cho biết họ đã từ bỏ ước mơ sở hữu một ngôi nhà. Giá trung bình của một ngôi nhà ở Canada đã tăng gấp đôi kể từ khi đảng tự do nhậm chức vào năm 2015 – chạm mức 816.720 đô la, trung bình một căn nhà vào tháng 2. Con số đó còn cao hơn nhiều ở khu vực Greater Toronto, đại đô thị Toronto, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức trung bình là 1,3 triệu đô la vào tháng 2 tại khu vực này. Nhưng ông Hojanski cho biết, các biện pháp mà bà Freeland đưa ra vào thứ Năm sẽ không thực sự tạo ra sự khác biệt lớn về tổng thể. Ngân sách eo hẹp của bà bao gồm tăng gấp đôi khoản tín dụng thuế của người mua nhà lần đầu, cung cấp lên đến 1.500 đô la, thiết lập một tài khoản tiết kiệm miễn thuế cho những người mua nhà lần đầu và khoản thanh toán một lần 500 đô la cho những người đang gặp phải thách thức về nhà ở và khả năng chi trả. Nhưng ông Hochensky cho biết những biện pháp này kích thích nhu cầu vốn đã cao và góp phần khiến giá cả tăng vọt. Để tăng nguồn cung, Đảng Tự do Liên bang đang phát động cái mà họ gọi là quỹ tăng tốc nhà ở để thúc đẩy phê duyệt cho các thành phố tự do xây dựng các khu vực mới. Chỉ cung cấp nguồn cung không nhất thiết có nghĩa là nó sẽ mang lại khả năng chi trả. Theo Nimoy Lewis là trợ lý giáo sư tại trường quy hoạch khu vực và đô thị thuộc Đại học Ryerson. Ông Lewis cho biết những người có thể tận dụng tài khoản tiết kiệm miễn thuế là những người có tiền để tiết kiệm ngay từ đầu. Điều này không phải lúc nào cũng đúng với những người có thu nhập thấp và trung bình. Ngân sách cũng có lệnh cấm tạm thời đối với người mua nhà nước ngoài trong 2 năm, nhưng ông John Palacis, chủ tịch công ty môi giới bất động sản Toronto Real Realty cho biết, họ chỉ chiếm một phần nhỏ của thị trường và họ không phải nguyên nhân chính khiến giá nhà tăng nhanh. bản tin tiếp theo liên quan đến thời tiết cảnh báo tuyết ở tỉnh bc và manitoba dưới đây là ba khả năng mà tỉnh bc sẽ có tuyết trong tháng này khả năng thứ nhất vancouver island có thể sẽ có tuyết ẩm trong sáng sớm chủ nhật tuyết rơi có thể di chuyển qua georgia strait trước bình minh ngày chủ nhật khiến các khu vực ở lower mainland trở nên trắng xóa vào sáng chủ nhật nhưng khả năng xảy ra vẫn ở mức thấp khả năng thứ hai một hệ thống thời tiết đang tiến vào bang Washington vào sáng thứ hai và khiến phần địa hình cao hơn của Vancouver Island lại có thể tích tụ tuyết. Hãy cẩn thận nếu bạn phải đi qua quốc lộ 4. Khả năng thứ ba, một hệ thống thời tiết áp suất thấp khác sẽ di chuyển tới Vancouver Island vào thứ ba tuần sau. Tuy nhiên, mặt trời tháng 4 sẽ dập tắt mọi khả năng tuyết rơi trong thời gian này ở các địa hình thấp hơn. Như đã đề cập, hệ thống thời tiết áp suất thấp cực kỳ lạnh vào thời điểm này trong năm với nhiệt độ gần âm um 40 độ C ở độ cao khoảng 5 km so với bề mặt. Nhiệt độ bề mặt vẫn sẽ ấm lên ở trên mức đóng băng nhờ mặt trời tháng 4, nhưng điều này thúc đẩy sự bất ổn mà có thể là dấu hiệu của những trận mưa đá. Nhiệt độ lạnh hơn bình thường sẽ dần dần tăng lên gần với mức nhiệt độ theo mùa cho tuần lễ Easter weekend. Chúc mừng mùa xuân đã đến với khán giả đang lắng nghe từ tỉnh bang BC. Còn tại tỉnh bang Manitoba, cảnh báo cơn bão mùa xuân có thể mang đến 30-80cm tuyết vào tuần tới. Các nhà dự báo lũ lụt của Manitoba đang theo dõi một cơn bão mùa xuân mà tỉnh này cho biết có thể đổ tuyết dày từ 30-80cm xuống miền nam Manitoba trong tuần tới. Trong một bản tin về lũ lụt hôm thứ Bảy, tỉnh cho biết hệ thống bão có thể dẫn đến sự kết hợp của tuyết và mưa trong khoảng thời gian từ thứ Ba đến thứ Sáu. Nhiệt độ được dự báo sẽ giảm xuống dưới mức đóng băng vào thứ tư và duy trì dưới mức đóng băng cho đến ngày 19 tháng 4 ở hầu hết các địa điểm. Dòng chảy từ lượng mưa dự báo sẽ không bắt đầu trước ngày 20 tháng 4. Nhà khí tượng học John Soder cho biết, nếu hệ thống bão chuyển sang phía tây, thung lũng sông Hồng (Red River Valley) có thể có nhiều mưa hơn, mưa đóng băng hoặc là các viên băng hơn là tuyết trong khi các khu vực phía Tây của miền Nam Manitoba, bao gồm cả Brandon, sẽ có lượng tuyết cao hơn. Gió sẽ cực kỳ mạnh vào chiều thứ Tư và thứ Năm. Gió giờ có thể lên tới 70 đến 80 km một giờ. Đây có thể là trận bão tuyết tháng Tư tồi tệ nhất kể từ trận bão tuyết năm 1997, mà có phần gây ra trận lụt lớn vào cuối mùa xuân năm đó. Mực nước sông Hồng Red River hiện đã đạt đến đỉnh ở điểm giữa Emerson và Saint Adolph, tỉnh cho biết vào hôm thứ bảy, cảnh báo lũ lụt vẫn còn hiệu lực đối với Red River từ St. John Baptist đến Morris và tại Saint Adolph. Cảnh báo lũ lụt vẫn có hiệu lực ở vùng lân cận South Kirk do băng kẹt. Tỉnh đã bắt đầu vận hành đường lũ sông hồng vào sáng thứ sáu với nỗ lực hạ thấp mực nước đang dâng cao trên sông qua Winnipeg. Trong một diễn biến khác, tỉnh cho biết mực nước đang tăng trên sông Assiniboine từ đập Sau ở phía tây Manitoba đến Winnipeg. Mực nước sông Assiniboine dự kiến sẽ đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4. Tỉnh cho biết Portage Diversion đang được vận hành để hạn chế dòng chảy và kẹt băng ở hạ lưu sông Assiniboine, phía đông Portage là Perry. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình này, quý vị đừng quên nhấn nút like, chia sẻ comment, phản hồi và share video nếu quý vị thấy thông tin là hữu ích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, những gì chúng ta biết vào ngày thứ 45 của cuộc xâm lược. Thủ tướng Johnson nói trong chuyến thăm Kiev, Vương quốc Anh và đồng minh sẽ gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga. Anh cam kết viện trợ thêm cho Ukraine. YouTube chặn kênh Quốc hội Nga, khiến các quan chức phẫn nộ. Thành viên Proud Boys nhận tội đóng vai trò trong vụ tấn công đòi Capitol Hoa Kỳ. Một người phụ nữ bang Texas 26 tuổi bị buộc tội giết người vì phá thai bằng thuốc. Hàng triệu con gia cầm chết khi Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm. Sri Lanka đang tìm kiếm 3 tỷ đô la để ngăn chặn khủng hoảng. Iran áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 24 người Mỹ khi các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Jennifer Lopez và Ben Affleck đính hôn trở lại sau gần 20 năm. Xà lan do Hà Lan chế tạo thu gom rác trên sông Cần Thơ. Việt Nam đạt thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 quốc gia trên thế giới. Sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Những gì mà chúng ta biết vào ngày thứ 45 của cuộc chiến tranh xâm lược Nga và Ukraine Thủ tướng Boris Johnson nói trong chuyến thăm Kiev, Vương quốc Anh đồng minh gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga và ông Johnson cam kết viện trợ cho Zelensky. Trong chuyến công du Kiev hôm thứ Bảy, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết các quốc gia ủng hộ cho Ukraine sẽ tiếp tục thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow. Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine, ông Zelensky và Thủ tướng Áo Karl Hammer, Thủ tướng Johnson cho biết, cùng với các đối tác, chúng tôi sẽ giải quyết áp lực kinh tế và tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga từ tuần này đến tuần khác. Ngoài ra thì Thủ tướng Áo cũng cho biết các nhân viên đại sứ của Áo sẽ trở về Kiev từ miền Tây Ukraine. Tổng thống Zelensky đã mô tả vụ tấn công bình tên lửa vào một nhà ga đường sắt ở miền đông Ukraine là tội ác chiến tranh của Nga và đồng thời cam kết thúc đẩy hòa bình bất chấp các cuộc tấn công của Nga nhằm vào dân thường đã khiến cho cả thế giới sững sốt. Ngoài ra, ông cũng tiếp tục lời kêu gọi các nước hãy gửi thêm vũ khí trước khi chiến sự gia tăng dự kiến ở miền đông Ukraine. Phó Thủ tướng của Ukraine, Irina Verasut, đã thống nhất 10 hành lang nhân đạo cho người dân từ các khu vực bị bao vây, bao gồm cả thành phố Mariupol. Thống đốc Luhansk trước đó đã kêu gọi di tản nhiều hơn và cảnh báo rằng các cuộc pháo kích đã gia tăng trong những ngày gần đây và nhiều binh sĩ Nga đã đến khu vực này. Lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng ở thành phố Odessa, miền nam của Ukraine từ tối thứ Bảy cho tới tối thứ Hai để đối phó với vụ pháo kích vào ga xe lửa ở Kramatorsk và mối đe dọa vào một cuộc tấn công khác bằng tên lửa. Hai cơ quan của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hành động khẩn cấp để giúp khoảng 1.000 thuyền viên bị mắc kẹt ở tại các cảng và vùng biển của Ukraine với nguồn cung cấp đang cạn kiệt. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết các lực lượng của Ukraine vẫn kiểm soát các vị trí phòng thủ ở phía đông và phía nam của Mariupol và các lực lượng Nga đang tiếp tục nỗ lực tái bố trí các đơn vị ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, binh lính như vậy không có khả năng tạo ra sự đột phá của Nga đã đối mặt với tinh thần kém. Một quan chức quốc phòng cao cấp của Hoa Kỳ cho biết một số đơn vị không quân của Nga đã phải chịu những tổn thất lớn và lầu năm góc ước tính sức mạnh chiến đấu của Nga đạt từ 80% cho tới 85% mức trước khi xâm lược. Những diễn biến khác trên mặt đất Vụ tấn công bằng tên lửa vào nhà ga xe lửa Kramatorsk hôm thứ Sáu đã khiến cho ít nhất 52 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em và hơn 100 người khác bị thương. Hoa Kỳ cho rằng Nga đã sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào nhà ga nga đã phủ nhận trách nhiệm về vụ này người dân ukraine lo ngại rằng những cuộc tấn công và chiếm đóng không ngừng của nga không chỉ mang lại tình trạng thiếu lương thực và các tòa nhà bị phá hủy mà còn mang lại chết chóc cho các thành phố khác ở ukraine tại pusha bên cạnh những người đã tháo chạy sau cuộc xâm lược của nga hầu hết những người dân còn lại ở pusha là người già người nghèo hoặc không thể rời xa những người thân yêu Họ đã xếp hàng để nhận thức ăn do nhà thờ địa phương ở vùng ngoại ô phân phát. Đây là nơi mà các lực lượng nhà báo Ukraine đã báo cáo bằng chứng về tội ác chiến tranh sau khi binh lính Nga đã rút đi hơn một tuần trước. Trong khi đó, tại Kiev, những người dân hoảng loạn ở miền đông Ukraine đã lên xe bus hoặc tìm cách khác để rời đi vào hôm thứ Bảy. Tại Washington, các quan chức tình báo Hoa Kỳ dự đoán tổng thống nga putin có thể sử dụng sự hỗ trợ của hoa kỳ đối với ukraine như một lời biện minh cho một chiến dịch mới nhằm can thiệp vào chính trường hoa kỳ các quan chức tình báo hàng đầu của hoa kỳ hiện vẫn đang làm việc để đưa ra kế hoạch cho một trung tâm chống lại ảnh hưởng xấu của nước ngoài được quốc hội ủy quyền sẽ tập trung vào các chiến dịch gây ảnh hưởng nước ngoài của nga trung quốc và các đối thủ khác tại boston Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã tạo một tài khoản để cung cấp cho các quốc gia tài trợ, có thể hỗ trợ tài chính trực tiếp cho Ukraine một cách an toàn. Mục tiêu là giúp Ukraine đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán và giúp ổn định nền kinh tế bằng cách sử dụng các khoản cho vay hoặc là viện trợ không hoàn lại từ các nguồn lực tổng hợp. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết Canada đã đề xuất tài trợ lên tới 1 tỷ đô la Canada, tức là 795 triệu đô la Mỹ đến Ukraine thông qua tài khoản mới. Hai tuần sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, cơ quan IMF đã phê duyệt khoản vay khẩn cấp 1,4 tỷ đô la cho Ukraine. S&P Global Ratings đã hạ cấp đánh giá về khả năng trả nợ nước ngoài của Nga, báo hiệu triển vọng gia tăng rằng Moscow sẽ sớm vỡ nợ lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ cơ quan xếp hạng tín dụng đã ban hành hạ cấp xuống vỡ nợ có chọn lọc vào tối thứ Sáu sau khi Nga thu xếp thực hiện thanh toán trái phiếu nước ngoài bằng đồng rúp vào tuần trước khi chúng đến hạng thanh toán bằng đô la Mỹ. Tin từ Warsaw, Ba Lan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết 10,1 tỷ euro, tức là 11 tỷ đô la, đã được huy động trên toàn cầu trong một sự kiện gây quỹ cho Ukraine và những người đã chạy khỏi đất nước bị Nga xâm lược. Bà Ursula von der Leyen đã tham gia sự kiện ở Warsaw với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Ukraine Zelensky. Những người lãnh đạo này đã tham gia trực tuyến từ xa. Vào cuối phút thứ 90 của sự kiện, hình ảnh một chủ tịch ủy ban châu Âu tươi cười cho biết số tiền quyên góp sẽ được dùng để giúp đỡ những người tị nạn. Cả bên ngoài và bên trong Ukraine, sự kiện đã kết thúc với màn trình diễn ca khúc về hòa bình Imagine do nam ca sĩ Julian Lennon, con trai của huyền thoại John Lennon thể hiện. YouTube chặn kênh Quốc hội Nga khiến các quan chức phẫn nộ. YouTube đã chặn Duma TV phát sóng từ hạ viện Nga, dẫn đến phản ứng giận dữ từ các quan chức cho biết Dịch vụ phát trực tuyến phổ biến nhất thế giới này có thể phải đối mặt với các hạn chế trong một hành động đáp trả của Nga. Vào thứ bảy, một thông báo trên YouTube cho biết kênh Duma đã bị chấm dứt hoạt động do vi phạm điều khoản dịch vụ của YouTube. Cơ quan giám sát truyền thông cho biết họ đã yêu cầu Google khôi phục quyền truy cập vào kênh Duma ngay lập tức. Người phát ngôn viên của Duma cho biết Động thái của YouTube là bằng chứng thêm về các vi phạm quyền và tự do của Washington. Người này nói trên Telegram rằng, Mỹ muốn độc quyền quảng bá thông tin, chúng tôi không thể để điều đó xảy ra. Trong khi đó, Nga cho biết khối châu Âu đã đóng cửa biên giới đối với một số phương tiện vận chuyển hàng hóa đăng ký tại Nga và Belarus. Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu có chung biên giới với Nga và Belarus – đã cấm một số phương tiện chở hàng đăng ký tại hai quốc gia này nhập cảnh kể từ thứ Sáu do lệnh trừng phạt. Cơ quan Hải quan Nga cho biết vào hôm thứ Bảy, khối châu Âu hôm thứ Sáu đã chính thức thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than, gỗ, hóa chất và các sản phẩm khác, đồng thời ngăn nhiều chiếc tàu và xe tải của Nga tiếp cận khối. Cơ quan Hải quan Nga cho biết các phương tiện được sử dụng làm phương tiện vận tải quốc tế mang biển số Nga và Belarus sẽ không thể vận chuyển hàng hóa trên lãnh thổ khối châu Âu. Lần đầu tiên trong lịch sử tòa án tối cao của Hoa Kỳ có nữ thẩm phán da màu. Thẩm phán Katanchi Brown-Jackson hôm thứ Sáu đã ăn mừng sự phê chuẩn mang tính lịch sử của bà khi bà trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên phục vụ tại tòa án tối cao Hoa Kỳ. Jackson là một thẩm phán phúc thẩm liên bang đã được Thượng viện xác nhận giữ chức trọn đời vào ngày thứ năm trong cuộc bỏ phiếu với 53 phiếu thuận, 47 phiếu chống đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Hoa Kỳ và là một chiến thắng chính trị cho Tổng thống Dân Chủ Joe Biden vì ông đã đề cử ba vào hồi tháng 2. Bà Jackson, 51 tuổi, sẽ thay thế thẩm phán sóc nghỉ hưu Stephen Breyer, 83 tuổi vào cuối năm nay. Trước sự hoan nghênh nhiệt liệt của công chúng, bà Jackson đã cảm ơn Tổng thống Joe Biden và tuyên bố sẽ nắm quyền một cách độc lập với tư cách là một công lý, không sợ hãi hay là ưu ái, và đồng thời hướng tới việc duy trì pháp quyền. Tại sao cuộc bầu cử của Pháp năm 2022 là quan trọng đối với thế giới khi mà giao tranh Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn? Khi chiến tranh bùng phát ở rìa phía đông của Liên minh châu Âu, cử tri của Pháp sẽ bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử tổng thống mà kết quả của nó sẽ có ý nghĩa quốc tế. Pháp là nền kinh tế thứ hai của khối gồm 27 thành viên, là nền kinh tế duy nhất có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là cường quốc hạt nhân duy nhất của khối. Và trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, sức mạnh của Pháp sẽ giúp định hình phản ứng của châu Âu. 12 ứng cử viên đang cạnh tranh cho chức tổng thống bao gồm cả tổng thống đương nhiệm và được yêu thích emmanuel macron người đang tìm kiếm một nhiệm kỳ mới trong bối cảnh thách thức từ phe cực hữu sau đây là những lý do tại sao cuộc bầu cử tổng thống pháp diễn ra trong hai vòng bắt đầu từ ngày chủ nhật lại quan trọng đối với thế giới thứ nhất là đối với nato cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã tạo cơ hội cho tổng thống Macron thể hiện tầm ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế và ghi dấu ấn ủng hộ NATO của ông trong các cuộc tranh luận bầu cử. Tổng thống Macron là người duy nhất đi trước trong việc ủng hộ liên minh trong khi các ứng cử viên khác có quan điểm khác nhau về vai trò của Pháp trong liên minh, bao gồm cả việc hoàn toàn từ bỏ nó. Nếu Pháp giảm bớt sự tham gia hoặc là hoàn toàn rút khỏi NATO. Điều này sẽ dán một đòn mạnh và một liên minh được xây dựng để bảo vệ các thành viên của mình trong chiến tranh lạnh cách đây 73 năm và đang có dấu hiệu trọi dậy. Điều thứ hai là hợp tác châu Âu. Các nhà quan sát cho rằng việc Tổng thống Macron tái đắc cử sẽ tạo ra khả năng thực sự cho việc tăng cường hợp tác và đầu tư và an ninh và quốc phòng cho châu Âu, đặc biệt là với một chính phủ Đức mới thân EU. Bộ điểm kế tiếp đó là một người bạn của Hoa Kỳ. Mỹ thường coi Pháp là đồng minh lâu đời nhất của mình. Từ các lệnh trừng phạt đối với Nga cho tới việc biến đổi khí hậu và Liên Hợp Quốc, Washington cần một đối tác đáng tin cậy ở Paris và Pháp là một người bạn xuyên đại tây dương quan trọng đối với Mỹ, đặc biệt là vì nước này là thành viên thường trực duy nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở lục địa châu Âu có quyền phủ quyết. Và điểm quan trọng cuối cùng đó là vấn đề di cư của lục địa làn sóng di cư khổng lồ vào châu Âu vào năm ngoái. Quan điểm của Pháp về vấn đề di cư sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ đến các quốc gia ở ngoại biên và xa hơn nữa. Điều này đặc biệt là bởi vì vị trí địa lý của Pháp là một chặng đường trên hành trình của nhiều người di cư đến Vương quốc Anh. Thành viên Proud Boys nhận tội đóng vai trò trong vụ tấn công đời Capitol Hoa Kỳ một thành viên của nhóm Proud Boys cực hữu đã nhận tội âm mưu tấn công điện Capitol của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn quốc hội công nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2022. Charles Donahoe, 34 tuổi, đã nhận tội hôm thứ Sáu tại tòa án quận Hoa Kỳ ở Washington với tội danh âm mưu cản trở một thủ tục chính thức và hành hung cảnh sát Capitol, có thể phải đối mặt với 28 năm tù. Tuy nhiên, trích dẫn các hướng dẫn kết án của liên bang thì các công tố viên ước tính trong hồ sơ tòa án anh sẽ thụ án 6 hoặc là 7 năm. Thẩm phán Timothy Kelly đã không ấn định ngày tuyên án ngay lập tức. Năm đồng bị cáo, bao gồm các thành viên nhóm nổi tiếng Eric Terrio và Dominic Pazola, dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 5. Vào tháng 12, Matthew Green ở New York đã trở thành thành viên Proud đầu tiên thừa nhận vai trò âm um, mưu tấn công điện Capitol. Một người phụ nữ bang Texas Hoa Kỳ, 26 tuổi, bị buộc tội giết người vì phá thai bằng thuốc. Một phụ nữ 26 tuổi đã bị buộc tội giết người ở bang Texas, Hoa Kỳ. Sau khi nhà chức trách cho biết, cô đã gây ra cái chết của một cá nhân do tự ý phá thai tại một bang mà có luật phá thai hạn chế nhất ở nước Mỹ. Cảnh sát trưởng Carlos Delgado cho biết, Herrera bị bắt hôm thứ năm và vẫn đang bị bỏ tù vào hôm thứ bảy trong nhà tù quận Star ở thành phố Rio Grande, biên giới Hoa Kỳ và Mexico, với số tiền tại ngoại là 500.000 đô la. Vụ việc vẫn đang được điều tra. Phản ứng trước sự việc lần này, một nhóm nhỏ khoảng 20 người đã tụ tập bên ngoài nhà tù quận Star vào sáng thứ Bảy trong một cuộc biểu tình do quỹ La Frontera là một nhóm hỗ trợ phá thai ở thung lũng Rio Grande tổ chức. Ricky Gonzalez, người sáng lập nhóm, cho biết Herrera đã bị sảy thai tại một bệnh viện, nhưng cô ấy bị cáo buộc rằng cô đã tâm sự với nhân viên bệnh viện là cô đã cố gắng tự phá thai và ban giám đốc bệnh viện hoặc là nhân viên đã báo cáo với chính quyền. Anh Counsel cho biết nhóm chưa thể xác nhận thông tin chi tiết, nhưng đây được cho là vụ bắt giữ đầu tiên ở bang Texas kể từ khi luật mới của tiểu bang có hiệu lực vào năm ngoái. Một đạo luật năm 2021 ở bang Texas cấm phá thai ở tuần thứ sáu, thời điểm mà nhiều phụ nữ vẫn chưa nhận ra mình đang mang thai. Không có ngoại lệ đối với những trường hợp mang thai do bị cưỡng hiếp hoặc là loạn luân. Luật Texas cho phép các công dân kiện các bác sĩ hoặc bất kỳ ai thực hiện hoặc là hỗ trợ một phụ nữ phá thai sau khi phát hiện hoạt động tim của phôi thai. Cá nhân công dân đó có thể được thưởng tối thiểu là 10.000 đô la cho các vụ kiện thành công. Người phụ nữ nhận phá thai không thể bị kiện theo pháp luật một luật khác của bang Texas cấm bác sĩ và phòng khám kê đơn thuốc phá thai sau tuần thứ bảy của thai kỳ và cấm gửi thuốc qua đường bưu điện hàng triệu con gia cầm chết khi Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm hàng triệu con gia cầm đã chết ở Mỹ trong những tuần gần đây vì một loại cúm da cầm có độc lực cao dễ lây lan thường được gọi là cúm gia cầm Dịch cúm gia cầm cũng đã khiến các vườn thú trên khắp Hoa Kỳ phải tạm thời đóng cửa chuồng chim trưng bày và di chuyển chim ra khỏi nơi công cộng. Tại các vườn thú từ Colorado đến Maryland, các loài từ đà điểu đến chim cánh cụt đã được chuyển vào trong nhà. Virus này có nguy cơ thấp đối với con người, nhưng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA đã ước tính rằng gần 24 triệu con da cầm, chủ yếu là gà và gà Tây, đã chết vì bệnh cúm kể từ tháng 2 khi một đàn gà tây ở Indiana được xác nhận là mắc bệnh virus bệnh cúm, dịch cúm gia cầm đã được ghi nhận ở ít nhất 24 tiểu bang. Lần gần đây nhất được thấy ở Mỹ là vào năm 2015, cúm gia cầm đến qua các loài chim di cư hoang dã, mùa dịch kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5. Các loài chim hoang dã bao gồm cả thủy cầm như là vịt và ngỗng có xu hướng không bị bệnh khi bị lây nhiễm. Gà nuôi và gà tây rất dễ mắc bệnh. Do đó, nguồn cung thịt và trứng gia cầm bị thắt chặt hơn. Tại Iowa, bang sản xuất nhiều trứng nhất, hơn 11 triệu trong tổng số 56 triệu gà đẻ trứng đã chết. Giá trứng gà đã tăng, giá trung bình của một chục quả trứng đã lên tới 2,60 đô la Mỹ, so với khoảng 1,40 đô la Mỹ vào cùng thời điểm năm ngoái theo USDA. Trong khi các loại virus cúm gia cầm trước đây đã ảnh hưởng đến con người. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ đã lưu ý rằng, loại virus hiện nay cho đến nay ít gây ra nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung. Cơ quan CDC cho biết, một số người có thể tiếp xúc với các loài chim do liên quan đến công việc hoặc là giải trí, khiến họ có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. CDC đang theo dõi chặt chẽ tình hình này và thực hiện các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa thường xuyên. Trong trường hợp loại virus này thay đổi, có thể gây ra nguy cơ lớn hơn với sức khỏe con người. Sri Lanka đang tìm kiếm 3 tỷ đô la để ngăn chặn khủng hoảng. Bộ trưởng Tài chính Ali Sapri hôm thứ bảy cho biết, Sri Lanka sẽ cần khoảng 3 tỷ đô la hỗ trợ từ bên ngoài trong 6 tháng tới để giúp khôi phục nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu bao gồm nhiên liệu và thuốc men. Quốc đảo 22 triệu dân này đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng cắt điện và thiếu điện, khiến những người biểu tình đổ ra đường, gây áp lực ngày càng lớn lên Tổng thống Gotabaya Rajapaksa. Nước này sẽ xem xét cơ cấu lại các trái phiếu có chủ quyền quốc tế và tìm kiếm lệnh tạm hoãn thanh toán. Ước tính tổng số tiền trả nợ của Sri Lanka sẽ lên tới 7 tỷ đô la trong năm nay, với thâm hụt tài khoản vãng lai khoảng 3 tỷ đô la. Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương, quốc gia này có 12,6 tỷ đô la Mỹ trái phiếu quốc tế đang lưu hành và dự trữ ngoại hối là 1,9 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 3. Quỹ tiền tệ thế giới hôm thứ bảy cho biết, họ đã bắt đầu tham gia ở cấp độ kỹ thuật với bộ tài chính Sri Lanka và các quan chức Ngân hàng Trung ương cho một chương trình cho vay và rất lo ngại về cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Các cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra trên khắp hòn đảo trong nhiều ngày, với ít nhất một vụ trở thành bạo lực ở thủ đô thương mại Colombo, đe dọa đến ngành du lịch của đất nước. Bộ trưởng Tài chính Ali Sabri sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm các quan chức Sri Lanka tới Washington để bắt đầu các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF vào ngày 18 tháng 4 và các cố vấn tài chính và pháp lý sẽ được lựa chọn trong vòng 21 ngày để giúp chính phủ tái cơ cấu nợ quốc tế. Chính quyền Sri Lanka cũng sẽ liên hệ với các cơ quan xếp hạng khi nước này tìm cách lấy lại quyền tiếp cận thị trường tài chính quốc tế sau khi bị hạn chế do nhiều lần bị hạ cấp xếp hạng kể từ năm 2020. Đồng thời sẽ tăng thuế và giá nhiên liệu trong vòng 6 tháng và tìm cách cải tổ các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ. Sri Lanka cũng sẽ tìm kiếm một hạn mức tín dụng 500 triệu đô la khác từ Ấn Độ cho nhiên liệu, đủ cho khoảng 5 tuần, cùng với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới và các đối tác song phương bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh và các nước ở Trung Đông. Iran áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 24 người Mỹ khi mà các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Hôm thứ Bảy, Iran cho biết họ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 24 người Mỹ, bao gồm cả cựu tham mưu trưởng lục quân George Casey và cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump Rudy Giuliani khi cuộc đàm phán để khôi phục một thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bị đình trệ nhiều tháng. Hầu như tất cả những người nêu tên đều là quan chức phục vụ trong chính quyền của ông Trump trong một tuyên bố của bộ ngoại giao iran cáo buộc những người mỹ bị trừng phạt bao gồm một số nhân vật kinh doanh và chính trị gia ủng hộ các nhóm khủng bố và các hoạt động khủng bố chống lại iran và các hành động đàn áp của israel trong khu vực và chống lại người palestine 11 tháng đàm phán gián tiếp giữa Iran và Hoa Kỳ tại Vinh về việc nghiên cứu vãn thỏa thuận năm 2015 đã bị đình trệ do cả hai bên đều cho rằng Tehran và Washington cần phải có các quyết định chính trị để giải quyết các vấn đề tồn động. Vào năm ngoái, thì Iran đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Trump và một số quan chức cấp cao của Hoa Kỳ. chuyến bay đưa phi hành đoàn tư nhân đầu tiên lên trạm vũ trụ quốc tế đã cập bến an toàn. Sau 21 giờ đồng hồ, kể từ khi cất cánh từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA, nhóm du khách trong chuyến bay tư nhân đầu tiên được cử lên trạm vũ trụ quốc tế đã được chào đón trên nền tảng nghiên cứu quỹ đạo vào ngày thứ Bảy để bắt đầu sứ mệnh khoa học kéo dài một tuần, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong du hành vũ trụ thương mại. Nhóm bốn phi hành gia đại diện cho công ty khởi nghiệp Axiom Space trong sứ mệnh AX-1, dự định dành 8 ngày trên quỹ đạo. Người dẫn đầu sứ mệnh là cựu phi hành gia NASA, ông Michael Lopez-Alegria, 63 tuổi. Người chỉ huy thứ hai của ông là Larry Connor, một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ và là phi công với kỹ năng nhào lộn trên không. Ông Connor đã ngoài 70 tuổi và được chỉ định làm phi công của sứ mệnh lần này. Hai khách hàng còn lại là nhà đầu tư, nhà tư thiện và là cựu phi công chiến đấu người Israel có tên là Ethan mươi 64 tuổi. Và một nhân vật khác là doanh nhân kim nhà từ thiện người Canada Mark Patty, 52 tuổi. Cả hai đều là chuyên gia của sứ mệnh. Các quan chức NASA cho biết xu hướng mở rộng các hoạt động thương mại trên không sẽ giúp cho các cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ tập trung nhiều nguồn lực hơn vào việc khám phá khoa học vĩ đại, bao gồm cả chương trình Artemis đưa con người trở lại vào mặt trăng và cuối cùng là lên sao hỏa. Jennifer Lopez và Ben Affleck đính hôn sau gần 20 năm Nữ ca sĩ Jennifer Lopez và tài tử Ben Affleck đã đính hôn lần thứ hai sau khi cặp đôi đã hủy hôn vào năm 2004, theo đại diện của nữ ca sĩ xác nhận hôm thứ Bảy. Lopez là chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh cô xuất hiện đầy cảm xúc và đeo chiếc nhẫn đính hô màu xanh lá cây trong bản tin On The Jello. Đây sẽ là cuộc hôn nhân thứ tư đối với Lopez, 52 tuổi, và cuộc hôn nhân thứ hai đối với Affleck, 49 tuổi. Cặp đôi gặp nhau vào năm 2001 trên trường quay của bộ phim hài lãng mạn Chili. Khi đó Lopez vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai, đó là vũ công Chris Judd cặp đôi đã công khai mối quan hệ của họ sau khi Lopez ly hôn với chết. Tài tử Ben Affleck đã ngỏ lời cầu hôn với nữ ca sĩ vào năm 2002 bằng một chiếc nhẫn đính hôn kim cương hồng tuyệt đẹp. Tuy nhiên, cặp đôi đã chính thức hủy bỏ đám cưới vào năm 2004 và đổ lỗi cho sự sụp đổ của mối quan hệ là do sự chú ý của giới truyền thông nhiều đồng đoán cho rằng cặp đôi đã khơi lại mối tình lãng mạn của họ sau khi nữ ca sĩ đã hủy hôn với huyền thoại bóng chai là Alex Rodriguez vào tháng 4 năm 2021. Xà lan do Hà Lan chế tạo thu gom rác trên sông Cần Thơ, Việt Nam Một xà lan tự động thu gom rác thải dưới nước – do một tổ chức môi trường của Hà Lan chế tạo đã được đưa vào hoạt động trên sông Cần Thơ ở đồng bằng sông Cửu Long hôm thứ Sáu. Xà Lan có tên là Interceptor 003 được tổ chức làm sạch biển của Hà Lan, The Ocean Cleanup, sáng chế. Nó hoạt động bằng năng lượng mặt trời và có thể thu gom hơn 10 tấn rác mỗi tháng. Interceptor 003 dài gần 25 m ngang hơn 8 m cao trên 4 m vận hành bằng năng lượng mặt trời, mỗi tháng tự động gom hơn 10 tấn rác nổi trên sông Cần Thơ. Xà Lan đã được thử nghiệm trong 4 tháng khi thu được hơn 43 tấn rác, hầu hết là rác thải nhựa, cây cỏ và lục bình. Sông Cần Thơ chảy dài 16 km qua các quận, huyện như là Ô Môn, Phong Điền, Cái Răng, Ninh Kiều trước khi đổ ra sông Hậu, một nhánh của sông Mê Công. Đây là một trong 15 con sông trên thế giới được tổ chức Hà Lan chọn cho dự án ngăn chặn rác thải nhựa đổ ra biển. Theo số liệu công bố năm ngoái của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chất thải nhựa chiếm 7% tổng lượng chất thải rắn thải ra mỗi ngày ở Việt Nam, trên gần 2.500 tấn. Mỗi năm thì khối lượng rác thải nhựa ra biển của Việt Nam dao động từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn. Việt Nam đạt thỏa thuận công nhận hậu chiếu vaccine lẫn nhau với 19 quốc gia trên thế giới. Với sự bổ sung mới nhất của Iran và Malaysia, đến nay đã có 19 quốc gia công nhận hậu chiếu vaccine của Việt Nam. Các quốc gia này bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia hộ chiếu vaccine thực chất là hồ sơ tiêm chủng COVID-19 hoặc là giấy chứng nhận phục hồi COVID-19, không thay thế các giấy tờ xuất nhập cảnh khác như là hộ chiếu, thị thực, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy thông hành, thẻ tạm trú và thường trú, cũng như giấy chứng nhận miễn thị thực. Bộ Y tế Việt Nam gần đây đã thông báo sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine cho công dân vào ngày 15 tháng 4. Hộ chiếu vaccine Việt Nam sẽ bao gồm tên chủ sở hữu, ngày sinh, quốc tịch, loại bệnh, chủng loại vaccine được tiêm, nhà sản xuất vaccine, số liều vaccine và ngày tiêm chủng. Các dữ liệu này sẽ được mã hóa thành mã QR có thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp. Hộ chiếu sẽ được hiển thị trên ứng dụng di động PC COVID hoặc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử của Việt Nam. Về tình trạng COVID-19 tại Việt Nam, bản tin COVID-19 của Bộ Y tế ngày 9 tháng 4 cho biết, có 34.140 ca mắc COVID-19 mới. Trong ngày thì có 41.857 ca khỏi bệnh, có thêm 26 ca tử vong. Hà Nội ghi nhận có 2.202 ca mắc mới, Sài Gòn thì số ca mắc mới là 636 ca. Các địa phương khác có số ca mắc cao là Bắc Giang có 1.956 ca, Nghệ An có 1.656 ca, Phú Thọ có 1.652 ca. Yên Bái có 1.608 ca, Lào Cai có 1.544 ca, Đắk Lắk có 1.210 ca, Bắc Cạn có 1.118 ca, Quảng Ninh thì có 1.097 ca, Quảng Bình có 1.037 ca. Kể từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận có 10.169.929 ca nhiễm, với 42.794 ca tử vong. Tổng số ca đã khỏi bệnh là trên 8,4 triệu người số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 1.551 người. tổng số liều vaccine đã được tiêm ở việt nam cho đến nay là trên 208,4 triệu liều. sau đây là một số hình ảnh nổi bật của thế giới trong tuần qua. ngày chủ nhật 3 tháng 4 năm 2022, nữ ca sĩ Olivia Rodrigo đã chiến thắng giải thưởng cho album giọng ca pop xuất sắc nhất, nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và mang trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64, sự kiện thường niên được tổ chức vào hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 4 năm 2022. Cũng tại lễ trao giải Grammy, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói về cuộc chiến với Nga trong bài phát biểu qua video. Vận động viên Diso Keomisa của Ethiopia đã vượt qua vạch đích để giành chiến thắng tại Marathon Paris ở hạng mục dành cho Nam thứ tư ngày 6 tháng 4 năm 2022. Hình ảnh cho thấy nét mặt không khỏi bàn hoàng của bà Motria Olesienko, 99 tuổi, đang được một người con dâu của mình an ủi trong một căn phòng không có hệ thống sưởi ở làng Andrivka, Ukraine, nơi bị ảnh hưởng nặng nề và giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine. Và đây là hình ảnh của những sĩ quan cảnh sát đang làm việc để xác định danh tính thương dân đã bị thiệt mạng trong sự chiếm đóng của Nga ở Bucha, Ukraine, ngoại ô trước khi gửi các thi thể đến nhà xác. Hình ảnh của ngày thứ Năm, ngày 7 tháng 4 năm 2022. Hình số 7, nhà vô địch Olympic và thế giới Ruta Melutite bơi qua một cái ao màu đỏ tượng trưng cho máu trước Đại sứ quán Nga ở Vilnius, Lithuania. Hình số 8, những người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Rangers đã đốt pháo sáng trên khán đài trong lượt đi tứ kết Europa League giữa SC Braga và Rangers tại sân vận động Municipal ở Braga, Bồ Đào Nha. Hình 12, phản ứng đau buồn của một người phụ nữ tại hiện trường vụ tấn công bằng súng ở Tel Aviv, Israel. Các quan chức y tế Israel cho biết có hai người đã thiệt mạng và ít nhất 8 người khác bị thương. Hình ảnh ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2022. Người dân xếp hàng nhận thức ăn miễn phí từ một bếp soup ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Hầu hết trong số họ là người già, người nghèo hoặc là những người không thể xa rời người thân. Tiếp theo là hình ảnh một tòa nhà chung cư bị phá hủy ở thị trấn Borodianka gần thủ đô Kiev. Xung quanh đống đổ nát này, lính cứu hỏa vẫn đang làm việc để đưa thi thể người dân ra ngoài. Và cuối cùng là hình ảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP tại văn phòng của ông ở Kiev, Ukraine. Tổng thống Zelensky nói rằng, Ông cam kết thúc đẩy hòa bình bất chấp các cuộc tấn công của Nga nhằm vào dân thường đã khiến cả thế giới sửng sốt. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo sẽ là một số tin tức giải trí. Mời quý vị tiếp tục theo dõi với biên tập viên Thiên Hà và Nhân Nguyễn. Chào mừng quý vị đến với bản tin giải trí ngày 10 tháng 4 năm 2022 chương trình hôm nay bao gồm các thông tin chính như sau. Nữ ca sĩ Britney Spears sẽ viết hồi ký về chính cuộc đời của mình. Dòng quần áo mới dành cho trẻ em của H&M sẽ có thể phân hủy, làm phân bón hữu cơ. Gặp gỡ Aida, người máy đầu tiên có thể vẽ như một nghệ sĩ. Một bản thảo viết tay thu nhỏ của nữ nhà văn Charlotte Bronte sắp được bán với giá 1,25 triệu USD bức chân dung vẽ cô nhân tình trẻ của danh họa Picasso lần đầu tiên được rao bán. Và đến với chuyên mục điểm phim của tuần này, mời quý vị theo dõi bộ phim Closer. Và để bắt đầu bản tin, mời quý vị đến với giọng đọc của Thiên Hà. Nữ ca sĩ Britney Spears sẽ viết hồi ký về chính cuộc đời của mình. Hồi đầu tuần này, nữ ca sĩ Britney Spears đã chia sẻ trên Instagram rằng Cô đang viết sách để kể lại câu chuyện của chính mình. Tôi đang viết một cuốn sách vào lúc này và nó thực sự mang yếu tố chữa bệnh và trị liệu. Thật khó để kể lại những sự kiện đã qua trong cuộc đời tôi. Nữ ca sĩ 40 tuổi viết trên Instagram. Ngày phát hành của cuốn sách hoặc liệu nó đã được nhà xuất bản chọn mua hay chưa đã không được nữ ca sĩ tiết lộ. Thông báo này được đưa ra gần 3 tháng sau khi Jamie Lynn Spears, em gái của nữ ca sĩ, đã cho ra mắt cuốn hồi ký những điều tôi nên nói, trong đó kể về việc Britney đã thẳng thắn tỏ thái độ khinh bỉ vì một số giai thoại mà Jamie đã viết về cô. Britney đã gọi cuốn hồi ký đó là những lời nói dối điên rồ đối với những cuốn sách của Hollywood. Britney Spears đã có một năm đầy thăng trầm với loạt sự kiện gây chú ý từ việc trở thành chủ đề cho một số ít phim tài liệu đấu tranh để chấm dứt quyền bảo hộ của cha mình đính hôn với nam diễn viên Sam Agari và kể cả việc chống lại cuốn hồi ký của em gái cô. Đây sẽ là cuốn hồi ký đầu tiên do chính nữ ca sĩ thực hiện. Trước đây cô là đồng tác giả của cuốn tự truyện Heart to Heart năm 2000 và A Mother's Gift, cuốn tiểu thuyết mà cô đã thực hiện cùng với người mẹ của mình. Cả hai tác phẩm đều xuất hiện trong danh sách bán chạy nhất của tờ USA Today. dòng quần áo mới dành cho trẻ em của xm sẽ có thể phân hủy làm phân bón hữu cơ. xm sắp ra mắt một dòng quần áo mới dành cho trẻ em, có thể tái chế theo cách bất ngờ khi chúng đã cũ. Đó là phân hủy làm phân bón hữu cơ. Bộ sưu tập gồm 12 sản phẩm vải cotton hữu cơ dành cho trẻ sơ sinh. Dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 5, sẽ bao gồm áo, quần, với dây thun có thể điều chỉnh, áo khoác, nón và chăn mềm. Abigo Camazel, người đứng đầu về tính bình vững của H&M tại Hoa Kỳ, cho biết tất cả các mặt hàng đều có thể phân hủy sinh học 100%, bao gồm cả bột màu được sử dụng để in thiết kế trên quần áo. Cô cho biết các sản phẩm cũng cố tình không có nút hoặc bất kỳ vật trang trí nào bằng kim loại. Bộ sưu tập mới này còn được chứng nhận bởi nhóm môi trường Cradle to Cradle vì sử dụng vật liệu không chứa hóa chất có hại cho con người và môi trường cũng như sản xuất các mặt hàng với 100% là nước tái chế và năng lượng tái tạo. Với mô hình toàn cầu 4.000 cửa hàng trên toàn thế giới, Camazel cho biết công ty đang ở vị trí tạo ra những thay đổi lớn trong ngành thời trang và họ hy vọng rằng sẽ trở thành công ty dẫn đầu về tính bền vững và giữ cho quần áo không bị chôn vùi. Nỗ lực mới nhất này của nhà bán lẻ thời trang Thụy Điển được đưa ra trong bối cảnh lượng rác thải quần áo toàn cầu ngày càng gia tăng cũng như mối quan tâm ngày càng lớn về trách nhiệm của ngành thời trang nhanh trong vấn đề đó. gặp gỡ Aida người máy đầu tiên có thể vẽ như một nghệ sĩ được giới thiệu vào năm 2019 người máy Aida là một nhà thơ một họa sĩ và là một nhà điêu khắc ngoài cánh tay người máy ida còn có một khuôn mặt cực kỳ giống người thật và hoàn chỉnh với đôi mắt nhấp nháy nhìn quanh cả căn phòng vào năm ngoái ida đã trở thành người máy hình người đầu tiên tạo ra một bức chân dung tự họa ida được đặt tên để tưởng nhớ nhà toán học ida lovelace người đã nhiều lần làm nên lịch sử trong khoảng thời gian sống trên đời ngắn ngủi của bà đối với những người sáng tạo của ida vấn đề không phải là tạo ra một nghệ sĩ người máy với khả năng vượt trội Điều họ mong muốn là khơi gợi đề tài thảo luận về mức độ sẵn sàng phát triển người máy và cách mà họ mong muốn tương tác với chúng. Mặc dù cho đến nay, Ada không có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn nguyên bản, nhưng quá trình thực hiện tác phẩm kéo dài 5 giờ đồng hồ của cô sẽ bảo đảm không có hai bức tranh nào giống hệt nhau. Ada sẽ có buổi triển lãm cá nhân khi cô ra mắt thế giới tại Venice Biennale 2022 vào cuối tháng này trở thành nghệ sĩ người máy đầu tiên trong lịch sử 120 năm của lễ hội. Một bản thảo viết tay thu nhỏ của nữ nhà văn Charlotte Bronte sắp được bán với giá 1,25 triệu USD. Một bản thảo thu nhỏ chưa từng được xuất bản, được viết bởi nữ nhà văn Charlotte Bronte khi 33 tuổi sẽ được bán với giá 1,25 triệu USD tại hội chợ sách thành phố New York vào tháng này. Tác phẩm có tựa đề A Book of Rhymes by Charlotte Bronte, sold by nobody and printed by herself. Nhỏ hơn một tấm thẻ trò chơi, nhưng nó lại chứa đựng một kho tàng văn học gồm 10 bài thơ của tác giả Jane Eyre. Theo Henry Wessels, một cộng sự của James Cummins, một cửa hàng bán sách hiếm ở thành phố New York cho biết Bản thảo ra đời vào tháng 12 năm 1829 đã không được công khai kể từ khi nó được bán ở New York vào năm 1916. Ông Wessel cho biết gần đây nó đã được tìm thấy trong một bộ sưu tập thuộc sở hữu tư nhân. Theo đó, ông đã mô tả bản thảo là một thứ nhỏ xinh được ghép lại một cách cẩn thận từ những mảnh giấy vụn trong nhà và được khâu lại bằng chỉ góc. 15 trang của bản thảo kể về những câu chuyện liên quan đến thế giới tưởng tượng tinh vi của ba chị em nhà Bronte, những nhà văn người Anh nổi tiếng ở thế kỷ thứ 19. Các tác phẩm kinh điển được yêu thích nhất bằng tiếng Anh của họ có thể kể đến như Jane Eyre, Wuthering Heights, được biết đến với tựa Việt là Đồi Gió Hú và The Tenant of Whitefell Hall, Người Tá Điền Đồi Whitefell. Bức chân dung vẽ cô nhân tình trẻ của danh họa Picasso lần đầu tiên được rao bán. Bức họa vẽ chân dung Mary Therese Walter, người tình và nàng thơ của danh họa đại tài thế kỷ 20 Pablo Picasso, có thể sẽ bán được hơn 60 triệu USD khi ra mắt tại phiên đấu giá vào tháng tới. Tác phẩm có tiêu đề mang ý nghĩa Người phụ nữ khỏa thân nằm tựa trong tiếng Anh, được vẽ vào tháng 4 năm 1932 nó có thể trở thành một trong những bức chân dung giá trị nhất từng được đưa ra đấu giá của nàng thơ Walter trong phiên đấu giá của Sotheby's ở New York vào ngày 17 tháng 5 sắp tới. Theo nhà đấu giá mô tả, bức chân dung quý hiếm này ra đời ở những năm thăng hoa nhất trong sự nghiệp của danh họa Picasso. Bức tranh đã ghi lại hình ảnh nàng Walter là một sinh vật biển với các chi ngoằn ngoèo màu xám và khuôn mặt trông giống một người phụ nữ. Danh họa Picasso lần đầu tiên gặp nàng Walter tại Paris vào năm 1927 khi bà 17 tuổi và ông vẫn đang kết hôn với người vợ đầu tiên của mình là Olga Kolova, một phủ công người Nga gốc Ukraine. Nàng Walter đã trở thành nguồn cảm hứng cho một số bức tranh sơn dầu, bản vẽ và tác phẩm điêu khắc được săn lùng nhiều nhất trong sự nghiệp của ông. Đến với chuyên mục điểm phim của tuần này, mời quý vị theo dõi bộ phim Closer. Closer là một bộ phim điện ảnh chính kịch lãng mạn năm 2004 của Mỹ do Patrick Marber viết kịch bản. Dựa trên vở kịch cùng tên năm 1997 của chính ông, bộ phim có sự tham gia diễn xuất của những cái tên nổi tiếng Hollywood như Julia Roberts, Jude Laws, Natalie Portman và Cliff Owen. Bộ phim Closer kể về một chuyện tình phức tạp của bốn nhân vật chính. Mở đầu của bộ phim được diễn ra tại thành phố London, nơi Dan Wolf, một nhà báo tốt bụng chuyên viết cáo phó, đã gặp gỡ cô nàng Alice Iris. Kỷ niệm đầu tiên giữa hai người bắt đầu khi Alice bị xe đâm phải trên đường và Dan là người đưa cô đến bệnh viện. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng đã đưa hai con người xa lạ tiến đến một mối quan hệ chính thức. Một năm sau đó, Dan lại nảy sinh tình cảm với nữ nhiếp ảnh gia Anna Cameron, nhưng mối quan hệ này lại không đi đến đâu. Mang trong mình nỗi niềm hàng học vì bị Anna từ chối. Dan đã dâng bẫy, ghép đôi trên mạng cho Anna với bác sĩ da liễu Larry Buckley. Nhưng kết quả là Anna và Larry đã có một đám cưới hạnh phúc. Tuy nhiên, Dan và Anna lại bắt đầu bí mật hẹn hò với nhau. Mối quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật trong câu chuyện đã khiến tất cả bọn họ bắt đầu bị ám ảnh bởi chuyện gây tổn thương cho nhau và mang lại nhiều đổ vỡ đáng tiếc. Gần 30 năm trôi qua kể từ ngày ra mắt bộ phim, bộ phim Closer vẫn là một tác phẩm điện ảnh cảm xúc nói về tình yêu và về những con người học cách yêu. Closer hiện đang có mặt trên nền tảng CTV. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái, giá dầu và giá vàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 9 tháng 4 năm 2022 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.101 đồng Việt Nam. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4 năm 2022 đến ngày 13 tháng 4 năm 2022 như sau. 1 Canada bằng 18.488 đồng Việt Nam. Trong khi đó, theo Bank of Canada, 1 Canada bằng 0,7943 đô la Mỹ và bằng 0,7310 đồng euro. Giá dầu thô WTI là 98,26 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 102,8 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1947,57 đô la Mỹ một ounce. Và trước khi kết thúc bản tin hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện ngắn cuối tuần. Một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, đó là câu chuyện trí tuệ của cả ngốc với giọng đọc của Ngọc Yến. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, sức khỏe và đời sống tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh mới của culture có tên là coming to canada chuyên về trả lời những câu hỏi cũng như là tư vấn về di dân di trú canada và đời sống canada kính mời quý vị đón theo dõi chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần an lành và một tuần mới vui vẻ và nhiều may mắn hoàng anh tuấn liêm cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo Câu chuyện cuối tuần Trí tuệ của kẻ ngốc Ngày xưa ngày xưa có một ngọn núi vàng dẫn vào núi chỉ có duy nhất một con đường đó là cầu dây sắt Những người vào núi đào vàng trước đây qua qua lại lại rất nhiều chẳng mấy chốc cây cầu đã bị hỏng chỉ còn lại đúng một sợi xích sắt đu đưa Bên dưới cây cầu là vực thẳm sâu hàng vạn trượng Thế nhưng không ít người đã vượt qua cây cầu này để đi đào vàng và cũng rất nhiều người bất hạnh rơi xuống vực thẳm. Một hôm, có một kẻ ngốc và một người thông minh phải đi qua cây cầu này để vào trong núi đào vàng. Kẻ ngốc hâm hở dẫm lên sợi xích sắt, lão đảo bước lên cầu. Người thông minh đứng ở bên cạnh quan sát, chán vã mồ hôi. Sợi xích sắt nhỏ như thế này, bất cẩn một cái là rơi ngay xuống vực thẳm, tan xương nát thịt như chơi, quá nguy hiểm. Nhưng kẻ ngốc trên cầu đâu có nghĩ ngợi nhiều như thế, mắt của anh ta vẫn đang nhắm đến ngọn núi vàng, một lòng nghĩ đến chuyện đào vàng, anh ta vẫn lão đảo qua được cầu an toàn. Chẳng bao lâu sau, anh ta quay lại, trên vai vác một túi vàng nặng trĩu. Người thông minh vô cùng ngưỡng mộ, đắn đo dây lát, cuối cùng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của vàng anh ta liền đi lên cây cầu sắt. Sau khi đi lên cầu, hai mắt anh ta cứ dán chặt vào sợi xích sắt, chỉ sợ bất cẩn sẽ rơi xuống vực. Nhưng dường như sợi xích sắt cứ cố tình chống đối với anh ta nên lắc lư rất mạnh. Người thông minh lại nhìn xuống vực thẳm hung hút kia. Dường như anh ta có thể thấy rất nhiều bộ xương trắng. Đôi chân anh ta bất giác, rung lên không sao kiểm soát được anh ta muốn bất chấp tất cả để tiến lên phía trước như kẻ ngốc nọ nhưng không sao kiểm soát được nỗi sợ trong lòng mình anh ta sợ hãi tột độ định quay trở lại nhưng đôi chân đã không nghe theo lệnh của anh ta nữa cuối cùng người thông minh sợ đến mức toàn thân mềm nhũng sẩy chân và ngã xuống vực thẳm con người đúng là cần đến trí tuệ nhưng nghĩ quá nhiều sẽ rất dễ sợ đầu sợ đuôi cuối cùng mất đi dũng khí tiến lên phía trước và bị rơi xuống vực thẳm nhiều lúc chúng ta cũng cần như kẻ ngốc liêu mạng bất chấp tất cả gạt bỏ hết tập niệm chăm chăm hướng đến mục tiêu quyết đoán tiến về phía trước và nhẹ nhàng hướng đến thành công